để rồi một tình yêu bừng nở như bông hoa trên sông Tô Tuyết. Bông hoa đẹp đẽ, hiền hòa như khuôn mặt của người thi sĩ giàu lòng nhân ái, yêu thương. Sau đây xin mời quý vị đến với một sáng tác của nhà thơ Nguyễn Đình Chiến. Anh đã sáng tác bài thơ này trong năm tháng sống ở Nga. Mưa Arion qua giọng lâm của nghệ sĩ nhân dân Hồng Mát. Xin kính mời quý vị thưởng thức. Thank you.
nhân dân Hồ Mã. Và thưa quý vị,